cánh thơ mong qua, đôi lời thăm hỏi đường đi tới ngôi trường. Mắt nhìn hai hương khó mong thông đường, xin người chỉ giúp giùm cho. Dạ xin người lại chỉ giúp giùm cho. Hãy đi đường này huynh đài sẽ thấy nơi có hình phạt dành cho Quỳnh Tú. Thật vô cùng hấp dẫn, ước gì hình phạt sẽ thật nặng. Không, nó chỉ là đơn giản của huynh đài à. Hình phạt đó chỉ là một cái hồ cao 1.5m toàn nước đá mà thôi. Toàn nước đá mà thôi. Ôi thật thích quá, thích quá. Quýnh đài thật là nhẫn tâm. Sẽ chào đón một gương mặt với giọng hát đầy cá tính, Huỳnh Tú. Ca sĩ Huỳnh Tú, chủ nhân của hit Đường Một Chiều, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng lại chuyên hát những ca khúc cô đơn và thất tình. Vậy ngày hôm nay cá tính nào sẽ được Huỳnh Tú bật công tắc để sử dụng trong Lạ Lắm Mà Nhá? Cùng dự đoán nhé. Xin chào anh. Động cơ nào? Dạ. Mà hôm nay lại chọn một cái set màu xanh da rắn như này. Bạn stylist làm cho em. Stylist làm. Dạ. Và đôi giày cũng màu xanh luôn. Trending hôm nay là màu xanh lá cây cho nên hôm nay em chọn màu này. Họa tiết thì ở Việt Nam mà có một người, thành phố Hồ Chí Minh có một người mà hay mặc họa tiết này. Anh Tấn Bèo. Anh Tấn Bèo đúng rồi. Anh hay mặc cái họa tiết da bèo. Nhưng mà hôm nay cái việc quan trọng là chúng ta tìm ra được nhân vật bí ẩn. Dạ. Còn mặc như thế này là đẹp rồi. Dạ. Thưa quý vị, đây là Huỳnh Tú. Giọng ca cuối cùng ngày hôm nay sẽ hát chung với nhân vật bí ẩn bên kia bức tường. Và hiện tại thì hai người chơi trước đã chính xác. Dạ. Mình chơi cuối không chính xác. Kỳ. Nhìn mọi người em sợ quá mọi người. Hồi nãy giờ là Tú gửi thật không đó? Ừ thì kệ Tú cho. Xin hỏi. Dạ. Ca khúc được chọn? Ca khúc được mang tên là Thiên Đường Gọi Tên ạ. Thiên Đường Gọi Tên, một bài song ca nam nữ. Dạ. Thì bên kia nếu vậy thì khả năng sẽ là nam. Mà cũng có thể là nữ mà. Nam nữ không quan trọng. Dạ. Cái việc quan trọng là tìm ra họ là ai. Dạ. Và theo những gì Trường Giang biết, tại vì người ban tổ chức mà. Dạ. Khả năng thua là cao. Tại vì hai người đầu nó quá dễ, người cuối sẽ khó. Em xin lỗi chị trước nha. Nhưng mà khả năng ở bên dưới họ sẽ giúp mình là không có. Là không có. Ủa. Tại vì mình thắng họ sẽ bị phạt. Gọi là cuộc sống mà. Dạ. Nói ra hồi nãy giờ là hai bạn chơi với em là em đều giúp hết, thắng xong em chịu hình phạt. Nhưng không, em cũng như mà hình phạt của ấy nó mức độ tăng dần lên ấy. Không, em nói với chị từ đầu chương trình sao, có phước cùng hưởng, có quả cùng chia đó. Thôi được rồi. Em làm được mà Tú. Dạ, em tin em tin mọi người. Vương miện đã được hai người đeo rồi, chắc chắn em sẽ làm được. Em rất mong là Khánh Vân sẽ đeo vương miện cho em một lần. Sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn sàng. Ngay bây giờ là clip cuối cùng buổi tối ngày hôm nay, xin mời. Chim rừng liếm lo, cảnh thơ mộng quá, đôi lời thăm hỏi đường đi đến ngôi trường. Trăm năm trong cõi người ta có đôi nam nữ, chuyện gì không biết. Có một cái bàn ngồi ở bên thác nước, đôi nam nữ ngồi bên thác nước, vui ngồi bên bờ suối, hai chí tan bồng, nấu sự sôi kinh chí ta chung lòng. Xin cho biết tên mình ngâm làm thơ. Quen nhau buổi ban đầu. Đôi nam nữ ngồi trên cục đá lại mới tỏa. Trên cục đá trên cái thác nước. Cô gái đánh chàng trai. Đau quá đau. Chàng trai. Nhiều giải quá không thi hết trơn nữa. Có cái chuông. Có cái chuông màu vàng. Nói chung là hai bạn này lạc đường ở trong một cái thác nước. Dạ. Ngồi đẩy đưa qua lại. Dạ rồi. Đưa nhau cái bản đồ. Sau đó chia tay nhau. Em nghe thấy có cái chuông. Có cái chuông màu vàng hả chị? Cái chuông là cái đậu cụ thôi mà. Đó không phải đậu cụ bình thường, đậu cụ gái à. Cái chuông màu vàng đó chính là thông điệp của chương trình. Có cái bản đồ như kiểu thành phố Cần Thơ ấy. Dạ. Nhưng mà cái bạn diễn viên nữ nhìn rất là giống với lại bạn Ngọc Phước. Và bạn diễn viên nam thì rất giống với như bạn kiểu Minh Dự. Hai bạn này là diễn viên hài á. Cái chuông chắc là rung chuông vàng ấy nhở. Chuông vàng giọng cổ. Nhưng mà có cái bản đồ đó chị, mà không biết bản đồ đó ghi về bản đồ thành phố Cần Thơ. Cần Thơ hả? Hai người này đến từ Cần Thơ không? Cần Thơ. Hãy lắng nghe cái câu đầu tiên. Chim rừng liễu lo, cảnh thơ mộng quá. Ủa sao tới cái khúc của em sao em thấy nó su su sao luôn á. Su sao em nghe có mùi su dữ lắm luôn. Nhiều gợi ý quá trời luôn à. Chị có xem cái clip mà uống trà của Ngọc Phước và Minh Dự không? Clip hài trên mạng á. Chưa coi luôn. Thôi hát nha. Dạ ok thôi. Xin mời nhân vật bí ẩn cuối cùng.
con về đâu một nhành hoa mới nở, hoa vàng che lấp những con đường, tìm cho ta một cảm giác bình yên. Ngày ấy tinh khôi và hồn nhiên, ngày em ngủ trong trái tim êm đêm qua. Em yêu anh ngang nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh, thiên đường xanh mướt giọt trong lành cuốn vào đời anh là em bất tận. Baby, vô tình chúng ta thuộc về nhau ngàn kiếp sau. Tiếng dương cầm lãng du môi mềm xinh xắn, là anh như mùa đông được sưởi ấm, là anh như tình yêu vĩnh hằng. Sao không bao giờ chiêm khuất giấc mơ được có em, thiên đường gọi tên giấc mơ chung mình cùng ước nguyện, hãy yêu nhau bên trời xanh mát. Quá trời nhưng không biết gì. Ở đây không nhìn thấy anh ấy luôn, không nhìn thấy hình dáng luôn, chỉ nhìn thấy mỗi cái bóng thôi. Mời nhân vật bí ẩn. Anh này ảo thuật rồi. Wow. Ôi, nhà ảo thuật chui qua cái lỗ luôn. Lỗ tròn, wow. Hình tròn. Chưa thấy luôn, xa quá tôi thui. Wow. Trời ơi. Wow. Trời ơi, anh đấm giấy. Ông này bên giỡn thuật hay gì á? Trời ơi. Chào, hello chào. Người quen cũ. Ánh sáng lên đi ạ. À, rồi. Em chào anh ạ. À. À, xin chào ca sĩ Quỳnh Thụy Thanh Tú. À, tại sao là biết họ tên đầy đủ của mình ta? Ấy ơi. Ơi. Anh ơi. Ông bữa ăn bánh tráng của em ngon không? À, bánh tráng của em có cho được tới anh ăn đâu mà ngon. Ủa anh chưa ăn bao giờ luôn hả? À, thật ra thì có. Đỗ Duy Khánh ăn giùm anh rồi. Ủa sao biết đến luôn tên chồng em vậy? À, thật ra thì anh không tên chồng em đâu, nhưng mà anh biết ngày sinh của vợ anh ấy là ngày 9 tháng 8 1991, phải không? Trời ơi, quen bản thai là không sai rồi, nói sai rồi, em đâu phải sinh năm đó đâu. Anh không biết, nhưng mà hai đứa mình cùng ngày sinh, cùng cung sư tử. Dạ anh sinh ngày 9 tháng 8 luôn ạ? Thật ra là cùng tháng thôi em. Đừng có tin gì hết trơn á, giờ còn ngây thơ nữa. À, nếu như em không có hiểu rõ về bản thân của mình thì anh cứ hỏi anh sẽ trả lời những thông tin về em. Ví dụ như là tay em có hình xăm như thế nào, có miếng vô như thế nào nè, rồi có tô phở, tô bún bầu quế trên đỉnh đầu như thế nào. Nhưng mà không phải chồng em. Anh đâu nói là chồng em. Nhưng mà chị thử ấy xem trên cái bài Thiên Đường Gọi Tên, ví dụ như nãy Biển Tình là kiểu chị Thoảng Châu hát bolero. Có mấy ca sĩ hát. Giống như em trước khi mà chị hát, chị có tìm hiểu những ca sĩ đã từng cover bài hát này không? Đúng rồi. Dạ có rất là nhiều ca sĩ đã từng cover bài hát. Nè bây giờ cái người đáng tin nhất ở đây là ai? Là chị Châu. Chị Châu đúng rồi. Mà hồi nãy chị Châu kiểu chị Châu nhìn em chị Châu. Có nhưng mà em cứ cố lên. Thì cái bài này là coi in ở trên mạng có ai cover. Em không có coi nhân bản cover. Em chỉ xem có hai mùa hai clip chính là mấy anh chị ca sĩ hát chính bài ấy, là anh Hà Anh Tuấn với chị Phương Linh này, với lại anh Cao Thái Sơn với lại chị Mỹ Dung thôi. Jin Tuấn Kiệt này cũng cover nè, rồi anh Tú The Voice, Phan Duy Anh cũng có. Hoài Lâm. Có luôn. Anh cũng có cover nè. Mà anh chưa bao giờ ghi hình lại. Ai nhở, sao lại biết cả ngày sinh nhở? Có tìm hiểu nhau trước đấy rồi. Anh ơi, mình có hay đi nhậu với nhau không? Trời ơi, ca sĩ gì mà lên chất hình. Ca sĩ gì mà lên chất hình, mình có hay đi nhậu không? Không, thật ra nhậu của tụi em làm như tụi em hay sang nhà nhau ăn cơm. Từ ngày thằng bạn anh tới giờ nó đâu có đi nhậu đâu, toàn rủ cà phê không à. À, là ông này là bạn của chồng em. Ủa mà chồng em đâu có bạn làm trong nghệ thuật đâu ta? Nhiều khi có mà giấu em, còn nhiều điều giấu em lắm. Không. Anh ơi, anh quen chồng em luôn hả? Nhớ lại cái clip hồi nãy. Sắp tới rồi chị, một xíu nữa thôi. Bạn chị có ai rung chuông? Qua Cần Thơ nè. Có cái chuông đó, màu vàng nhớ không? Dạ. Cái chuông. Có chương trình nào mà liên quan tới cái chuông màu vàng? Anh tham gia chương trình nào có cái chuông màu vàng vậy? Trời ơi trời. Mà kêu gia đình lên lấy tiền rồi về luôn. Chuông màu vàng.
chim rừng hơi liếu lo canh thường mồng qua. Anh Giang đã nói tới vậy rồi đó. Thực ra thì anh cũng tham gia rất nhiều lĩnh vực nè, đóng phim nè, ca nhạc nè, tấu hề nè, cái gì cũng tham gia hết mà không cái gì ra cái gì hết. Giỡn hoài, cậu đây là một trong những người rất nhiều giải thưởng khi tham gia những chương trình thuộc về chuyên môn cũng như những trình game show trên sóng truyền hình. Mà Trường Giang hay ghẹo là nữ hoàng game show. Ông hoàng. Không, ý là ghẹo nhau á. Ông hoàng game show hả? Chim rừng hơi liêu lo, canh thơm bồng qua, đôi lời tâm hối nhau. Bây giờ vậy nè, giờ lỡ rồi mình chơi gọi là cho bé nó nhẹ nhàng tí. Ngoài ca hát ra, dạ, nhạc trẻ, nhạc tình ra, mình hát được thể loại nào khác? Em hát được rock. And ballad. And how about vòng cổ? How about vòng cổ? Vòng cổ em không. Không biết cải lương hả? Ý là em có hát được không á? Em không hát được. Em ơi tháng 7 mưa ngâu. Ông này không biết cái đó luôn. Vô cái. Thỏm nhà chị hay là bạn thân chị có ai hát được không? Thực ra cái bọn vừa rồi cho anh mở đĩa. Nhưng mà anh này là ca sĩ hát nhạc trẻ, nhưng mà anh vẫn hát được những cái dòng cái gì luôn. Hát không được, chỉ có siết là chưa bằng Lý Bằng thôi. Nãy hát bằng cái mic này mà hát được vọng cổ như vậy là khó lắm nha. Em nghĩ tới một anh. Anh nào? Anh Isaac. Isaac quê Cần Thơ. Anh hát quê Cần Thơ. Isaac là không hát cái này nhé. Có một người có thể hát được cái này đó, đó là Thanh Duy. Đẹp trai nghe ngửa Isaac nhưng mà không. Hey. Anh hát nhạc trẻ mà hát được vọng cổ nhỉ? Hoài Lâm. Không, mà sao Hoài Lâm biết rõ gì được? Trời ơi, trên mạng thì sao? Chương trình đưa. Anh có hình xăm đúng không? Anh không có. Ủa sao anh biết em có hình xăm hay vậy? Anh xăm cho em. Anh xăm cho em. Hả? Hả? Còn xong cho em hả? Đó, nhiều khi biết cả chồng chị luôn. Không, những cái người mà xong cho em á là không có biết hát. Hay người ta giấu chị sao? Em bé tỉnh cho anh nghe. Dạ. Em nghĩ là ông này xong cho em thiệt hả? Trời ơi bé. Chị anh mà hát được vừa nhạc trẻ mà vừa vọng cổ đó. Em nghĩ là ai thì là người đó. À, đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ cho một cái bật mí cuối cùng. Người này cùng họ với tôi. Anh họ gì? Anh họ gì? Anh họ Trường. Bé này nó quay qua. Anh họ Trần đúng không? Thật ra tên anh ba chữ. Quá nhiều gợi ý rồi. Và anh đã đoạt giải một cuộc thi cách đây 16 năm. Cậu này đoạt cái giải lúc mà còn rất trẻ luôn. Trời lúc đó là gương mặt đấy, sáng, giọng hát hay. Và trời vô quá, là đoạt giải tới tấp. Nhìn trẻ gì mà đọc giải 16 năm rồi hả? Cái giải đó chắc là đến từ Cần Thơ hoặc là nói gì đó. Chung là cũng tầm gần với lại cái thời điểm của tụi chị. Thời điểm của tụi chị ha. Đây, anh Giang nói là anh gợi ý là họ cùng với ảnh. Bây giờ mình tìm hiểu anh họ gì trước đi. Anh Giang họ gì ạ? Đây không biết. Tôi họ Trần cho cô vừa lòng. Không, em họ thật mà. Võ đúng không? Võ Trường Giang đúng không? Đấy, họ Võ đây em. Tên tôi đầy đủ là Dợp Vũ Trường Giang. Hả? Võ Vũ Trường Giang. Tôi phải đọc vậy cho nó đúng như người này. Dợp Vũ Trường Giang. Vậy là người này họ Võ. Thì họ Võ đấy em, Võ đấy. Võ Hoài Long mà. Ồ nhờ, sao lại hợp lý thế nhờ? Em là người miền nào? Em là người miền Nam. Em người thành phố Hồ Chí Minh luôn, dạ, từ xưa giờ. Dạ đúng rồi, dạ. Anh là người miền Tây mà. Đây là người miền Tây. Hiện tại đang ở đây hay là ở dưới miền Tây ạ? Đang ở đây, ở dưới miền Tây sao đứng đây quay? Không, nhưng mà nhiều khi là đi quay cái xong lên đây quay. Sinh sống tại đây, làm việc tại đây, thành công tại đây. Miền Tây có đặc sản là gì? Rượu đế. Đúng là dân ăn. Ôi dồi ôi, bé có tâm hồn ăn nhậu. Về nghệ thuật, miền Tây đặc sản là gì? Không nói về rượu bia, đồ ăn uống gì đây. Miền Tây đặc sản là gì, nghệ thuật? Giọng cổ. Đúng rồi, cải lương. Giọng cổ. Cải lương hả? Họ võ từ nha. Mặt anh ý rất sáng sủa nhá. Ừ, rất đẹp trai nhá. Trắng trẻo nhá. Xin hỏi, đã có đáp án chưa? Chắc chắn là chưa đúng không dạ, ạ? Dạ đúng. Vậy có cái tên nào chưa ạ? Chắc chắn là có đúng không ạ? Ừ.
Hoài Lâm và... Hoài Lâm Music. Trời miên man về đâu một nhành hoa mới nở, hoa vàng che lấp những con đường, tìm cho ta một cảm giác bình yên. Ngày ấy tinh khôi và hồn nhiên, ngày em ngủ trong trái tim em đêm qua. Em yêu anh lặng im bồng bềnh, em thiếu anh thiên đường xanh mướt giọt trăng lành, cuốn vào đời anh là em bất tận. Vô tình chúng ta thuộc về nhau ngàn kiếp sau, tiếng dương cầm lãng du, tiếng dương cầm lãng du môi mềm xinh xắn như bước chân được sưởi ấm. Là anh như tình yêu vĩnh hằng, sẽ không bao giờ chiêm khuất. Giấc mơ được có em, thiên đường gọi tên. Giấc mơ chung mình cùng ước nguyện, hãy yêu nhau bên trời xanh mát. Tiếng ru cầm lãng ru môi mềm xinh xắn. Thật ra thì có một cái nhân duyên đó là Lâm đã từng xem cái chương trình của em cùng với chồng của em. Và anh khi mà anh vô tình anh xem chương trình đó thì anh thấy rất là thích cái tính cách của em và cả chồng em nữa. Hai vợ chồng phải nói là rất là dễ thương và vui vẻ, vui tính. Là hồi nãy là anh xem cái đó xong anh mới biết vụ của tụi em hay là không, anh nãy anh hỏi chồng em? Anh đã xem từ rất là lâu rồi và sau đó thì anh tìm những thông tin về em. Mà mấy hình xăm mình là ai xăm? Dạ không, người ta hả? Ủa, chứ không phải anh xăm hả? Ủa, chỉ bằng nhớ anh xăm không á ta? Thiệt luôn á, quá trời gửi luôn. Đã cái chuông vàng vòng cổ, rồi ngồi đó hai người đọc thở nhau, tôi cũng nói là chim trời hy liêu lo canh thờ bồng quang. Hát cho nghe thiệt luôn. Chim rừng liêu lo cánh thơ mộng qua, đôi lời thăm hỏi đường đi tới ngôi a trường. Mắt nhìn hai hương khó mộng thông đường, xin người chỉ giúp giùm cho. Dạ xin người hãy chỉ giúp giùm cho. Hãy đi đường này huynh đài sẽ thấy nơi có hình phạt dành cho Quỳnh Tú. Thật vô cùng hấp dẫn, ước gì hình phạt sẽ thật nặng. Không, nó chỉ là đơn giản của Quỳnh Đài à. Hình phạt đó chỉ là một cái hồ cao 1.5m toàn nước đá mà thôi. Toàn nước đá mà thôi. Ôi, thật thích quá, thích quá. Quỳnh Đài thật là nhẫn tâm. Trời ơi, sao anh mạnh gian căng vậy? Còn gì là gương mặt của con bé. Chồng tối nay làm sao nhận ra được nó đây. Về trước cửa đừng bấm chuông, hát một câu đây chồng biết mình mở cửa. Người chơi bị bịt mắt, trong 30 giây phải dùng miệng để tìm được 3 viên kẹo trong đĩa bột. Trời ơi, rất đơn giản đúng không? Sẵn sàng chưa? Thật là khó khăn cho những người niềng răng nha. Còn không bao giờ đổi trò chơi. Tại vì em nói em niềng ra cũng thấy tội. Thôi chơi hả? Chơi luôn anh. Thôi chơi luôn. Em không đổi đâu, tại em sợ mấy cái này đổi nó sẽ khó hơn cái này không? Đâu, giờ đổi dễ lắm, ăn kẹo bịch nha. Ăn kẹo bịch nha. Niềng răng ăn nó ngon luôn. Để vô phát kéo ra nguyên cái hàm răng luôn. Ác dữ anh Giang. Thiệt luôn anh Giang. Go, 30 giây bắt đầu. Trời ơi, cố lên cố ơi. Ở nhà em có kẹo hay sao lên ăn dữ vậy? Hay quá trời. Cố lên, cố lên.
Rồi ok rồi. Chị ơi. Ở dưới. Chị ơi. Ơi. Ba cục thôi. Mình gái. Ba cục rồi hả? Ba cục rồi. Rõ ràng là nó nằm đây nè cô ơi, cô tìm không tới, cô nói tôi. Giờ bịt bác làm lại cho xong chứ mới được hai cục à. Bịt bác làm lại mới được hai cục bé. Anh ra lấy cục kẹo luôn. Sao thấy hay vậy? Em nghe tiếng. Rồi xong. Đó, đẹp má quá trời đẹp luôn. Đẹp quá mọi người. Đẹp lắm.